Chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Bếp Phú Cường nhé. Hôm nay em lên cho bác miếng nồi cơm dung tích là 0.5 0.63 các bác nhé. Đây có khoảng mười mấy mã nồi. Hôm nay thì hàng rất là đẹp luôn, VIP cũng rất là nhiều các bác nhé. Và những cái dòng cao tần ngày hôm nay thì em sẽ bán xả cho các bác này. Đấy, những cái dòng roi di cỏ này thì em sẽ bán xả cho các bác. Đấy, giá rất là rẻ, vài trăm ngàn thôi. Còn lại cái nồi VIP thì thực sự các bác là giá nó vẫn cứ phải là cố định như vậy rồi. Thứ nhất là nó đẹp và nữa là nó rất là trau chuốt. Đấy, hôm nay có cả Toshiba 0.63 này, Mitsubishi này, Joji áp suất. Bây giờ em sẽ lên cho bác từng mã nồi một nhá. Các bác đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 nhá. Tất cả các sản phẩm nồi cơm thì bên em bảo hành cho các bác là 1 tháng sử dụng nhá. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại cộng Zalo của em là 0971051751 các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bác từng cái mã nồi một. Rồi đầu tiên ngày hôm nay lên cho bác là một chiếc nồi Tiger. Chiếc này cũng là một trong những chiếc hàng sản xuất của Nhật xuất Ý nha các bác nhé. Đấy, những cái phiên bản limited đấy, của Nhật xuất Ý. Vitagraph nha các bác nhé. Đấy, Vitagraph này. Đây là phiên bản hàng Nhật xuất Ý nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc này thì nó sản xuất năm 2005. Đời 2005 các bác nhé. Dung tích là 0.5 điện 100V. Đấy. Nói chung là về cái ngoại hình đây nó hơi bị xước nano một tí tí này. Cái này không phải vết sơn. Không phải, cái này là vết bụi. Cái này là vết băng, cái băng dính nha các bác nhé. Đây đây. Cạy nó ra hết này. Đây này. Bóc nó ra hết này. Đấy. Lớp băng dính này chứ không phải là lớp mấy nhá, không phải là bẩn nhá. Đây, về các bác vệ sinh kỹ này giúp em nhé. Cái này khi mà đóng hàng ấy, thì người ta cuốn cái bóng kính ấy, thì nó hàng bám vào đây chút. Đấy, có hình thì không có cấn móp bể vỡ gì các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, đời 2005 các bác nhá. Chiếc này thì nó không có cơm cháy nhưng mà ruột nó rất là dày, dòng ruột dày thì nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt các bác nhá. Đây, ruột nó rất là đẹp luôn này. Đấy, ruột nồi rất là đẹp luôn các bác nhá. Vitagraph này. Đấy, dòng của Nhật xuất Ý các bác nhá. Đấy, bên ngoài trắng gương còn rất là đẹp luôn. Đấy. Ruột không có chấm, không chảy chóc gì các bác nhá, rất là đẹp. Dòng đây các bác nhá, dòng rất là xanh này. Dòng rất là xanh luôn. Đấy. Đấy, chạy bình thường các bác nhá. Đấy, các lúc xíu các chiếc nào hoạt động bình thường hết này. Chiếc này em lên cho bác giá vài trăm ngàn thôi. Đời 2005 các bác nhá. Đời 2005. Mã số 1 nhé, hôm nay là phần 121 các bác nhé. 121, mã số 1 các bác nhé. Lên cho bác chiếc này ra là 400k. 400.000 các bác nhé. Đấy, phần 121 các bác nhé, giá 400.000. Mã số 1 nhé. Có 400.000 thôi, một chiếc nồi rất là đẹp luôn, của hãng Tiger các bác nhé. Đấy. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Joyji đời 2016 này. Joyji cao tần đời 2016 các bác nhé. Em này hơi bị xước nano một tí xíu đây này các bác. Đấy, hơi bị xước nano một chút này. Ngoại hình đẹp, không có cấn móp bể vỡ nhá. Hai điểm xước nano này. Đấy. Nói chung là về ngoại hình thì nó bị xước hai nano hai điểm thôi. Còn lại ok các bác nhá. Dung tích là 0.5 điện 100V. Ruột nồi đây. Đấy, ruột nồi thì nó bị vết xước móng tay thôi. Đấy, bên ngoài. Cái chiếc nồi này thì sử dụng cho các bác gia đình khoảng tầm 1-2 người nhé. Đấy các bác hoặc là các bác về kho cá ủ tỏi. Đấy, rất hợp lý. Đấy, chế độ nấu cơm ngon nhất 78 phút các bác nhé. Chế độ nấu ngon nhất là 78 phút.
các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết nhé. Đây. Mã số tiếp theo là mã số 2 thôi nhé. Mã số 2 nhé. Em lên cho bác giá là 300k. 300.000 nhé các bác nhé. Mã số 2 nhé, giá là 300.000 nhé. Đấy, nồi 0.5 đời 2016 các bác nhé. Giá có 300.000 thôi. Tiếp theo là một chiếc đời 2015. Chiếc nồi Zaji đời 2015 các bác nhé. Nói chung là thành vách thì nó bị một hai điểm sức nano. Chảy nano nhẹ một tí xíu thôi. Đây này, một điểm này, hai điểm này, ba điểm này. Đấy, sức nano nhẹ chút thôi. Còn lại mặt trên là còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, mặt trên còn rất là đẹp luôn. Đấy. Không có cấn móp đâu. Không có cấn móp, không bể vỡ, nó chỉ một vài điểm sức nano chút thôi các bác nhá. Ruột đẹp nhá. Ruột đẹp. Đấy. Gioăng em này còn khá là xanh các bác nhá. Gioăng đẹp này. Ruột gioăng em này còn tương đối là ok. Đấy. Chế độ nấu ngon nhất các bác nhé, 78 phút nhé. Đây là nấu nhanh là cái hàng bên trên nhé, bên phải này, ngoài cùng bên phải này là chế độ nấu nhanh các bác nhé. Còn chế độ nấu ngon nhất là 78 phút. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhé. Mã số tiếp theo là mã số 3 các bác nhé. Lên cho bác chiếc này với giá 300.000. 300.000 các bác nhé, mã số 3 nhé. Giá là 300 nhé. Tiếp tục là một chiếc nồi Zoji đời 21. Chiếc đời 21 nhưng mà ngoại hình rất là đẹp luôn các bác nhé. Đời 21 nhưng mà rất là đẹp. Không quấn móc, không có bể vỡ. Rất là đẹp luôn. Mặt trên là nó rất là đẹp luôn này. Cao tần IH hết các bác nhé. Tất cả các nồi trên video ngày hôm nay đều là cao tần hết nhé. Đấy. Hôm nay thì bên ngoài sáng gương, bên trong thì có 1-2 vết chấm cám. 1-2 vết chấm cám các bác nhé. Giá cũng 300.000 thôi. Đấy. Đồng giá cho bác cái loại này nay 300.000. Đấy, cao nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhá. Những dòng đời sâu là thì nó không có hiện thời gian nấu ngay, gần hết thời gian nó mới hiện thời gian nấu các bác nhá. Đây để chế độ nấu không ngon các bác luôn ạ. Ok, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường các bác nhá. Mã tiếp theo là mã số 4 nhé. Mã số 4 ạ. Giá 300k nhé. Giá 300.000. Mã số 4 các bác nhá. Giá 300.000 nhé. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Mitsubishi đời 2004 này. Đây 2004 nhưng ngoại hình rất là đẹp luôn các bác nhé. Đời 2004 ngoại hình rất là đẹp này. Thông số của nó nhé. Công suất của nó là 710W điện 100V, dung tích là 0.63. Đấy, chiếc này 0.63 lít các bác nhé. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Ruột bên trong thì cực dày luôn các bác nhá. Đấy, nồi 5 lớp này. Dày đây. Cực dày luôn ạ. Ruột còn rất là đẹp nha các bác nhá. Ruột còn rất là đẹp luôn. Cao tuần IH nha các bác nhá. Mitsubishi 0.63 nhá. Gioăng còn rất là đẹp luôn, gioăng xoong đẹp nhá, ngoại hình đẹp. Đấy. Gioăng xoong đẹp, ngoại hình đẹp các bác nhá. Dung tích là 0.63 lít điện 100V. Đấy, các nút phím có chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhé. Các nút phím có chức năng hoạt động bình thường. Mã tiếp theo là mã số 5 các bác nhé. Chiếc này bán cho bác giá là 400k. Mã số 5 nhé, giá là 400.000 nhé.
Mitsubishi 0.63 nha các bác nhé, rất là đẹp luôn, giá có 400.000 thôi. Đấy. Nồi thì cực dày và nặng luôn, nồi hôm nay nó khoảng tầm nửa cân. Đấy. Nồi rất là nặng luôn các bác nhé. Tiếp theo là một chiếc Joji đời 22 các bác này, Joji đời 22, ngoại hình đẹp nha các bác nhé. Đấy, ngoại hình khá là đẹp luôn, mặt trên rất là đẹp nhé. Rồi bên trong thì các bác yên tâm này, nét này, bên ngoài sáng gương này, bên trong đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Giọt đẹp, gioăng đẹp này, gioăng mới tinh luôn ạ. Đấy, gioăng mới tinh xanh đét luôn các bác nhé. Đấy, gioăng mới tinh này xanh đét luôn. Chiếc này thì nó cũng không có hiển thị thời gian các bác nhé. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường nhé. Chiếc này rất là đẹp luôn, em bán nó cao nhỉnh hơn một chút xíu thôi các bác nhé. Chiếc này là mã số 6 nhé, em lên cho bác chiếc này với giá là 350.000. Đấy, giá 350.000 các bác nhé, mã số 6 các bác nhé, đã là 350.000. Em lên tiếp cho bác là một chiếc nồi Tiger cơm cháy này. Đây, em này có cơm cháy nha các bác nhé, dung tích 0.63, điện 100V. Đấy, đấy, check cái dung tích xem các bác, em này dung tích là 0.54 nhé, 0.54 đời 27 này, 0.54 lít này, đời 27 này, công suất là 705W, điện 100V các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, có cơm cháy các bác nhé, dùng dây kết nối. Đấy, nói chung ngoại hình thì không phải chê rồi, ngoại hình thì không có điểm trừ rồi, ruột đẹp nữa các bác nhé, ruột đẹp này, có chế độ nấu cháy nha các bác nhé, nồi 5 lớp. Đấy, gioăng đẹp nhé các bác nhé, gioăng đẹp nhé. Bác nào thích cơm cháy thì dùng chiếc này nhá. Cái này thì nó dùng dây như kiểu dây bình thủy đấy các bác nhé. Đấy, nó dùng cái dây kết nối này như kiểu dây bình thủy nhé. Đây, các bác ấn vào đây, đặt vào đây cái này được. Dây này nó là dây 10A. Đấy, hoạt động bình thường các bác nhá. Các nút phím các chức năng hoạt động ok hết nhé. Đấy, chế độ nút cháy đây, chọn lại cho các bác để nút cháy luôn cho các bác luôn. Đấy, đang là chế độ nút cháy các bác nhá. Về các bác chỉ cần bấm nút này thôi là chế độ nút cơm cháy luôn. Đây, về còn bấm mỗi nút lấu này thôi là chế độ nó cầm cháy luôn các bác nhé, không phải bấm nhiều. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Mã số tiếp theo là mã số 7 các bác nhé, mã số 7 này, em lên cho bác chiếc này với giá là 500.000 nhé các bác nhé, mã số 7 nhé, giá là 500.000 nhé, mã số 7 500.000. Tiếp theo đây các bác một chiếc Joji nhé, chiếc này đời 2016 này, ngoại hình thì tuyệt vời rồi, ngoại hình không có điểm trừ các bác nhé, ngoại hình không có điểm trừ, dung tích là 0.54, điện 100V, công suất là 700W các bác nhé. Đấy, giá 16 các bác nhé, ruột bao đẹp các bác luôn. Đấy, giật nồi đấy các bác nhá. Đấy, ngoại hình này. Đấy, giòn xanh ngắt luôn các bác nhá. Đấy, giòn xanh ngắt luôn.
những cái đời cao thì nó sẽ hiển thị thời gian nấu luôn các bác nhá. Đấy, em để luôn chế độ 7-8 phút nấu cơm ngon cho các bác luôn nhé. Đấy, về các bác chỉ bấm nút vàng này là nấu luôn. Đấy, còn lại chọn các chế độ nấu, các bác bấm vào đây, chế độ thời gian nấu bấm vào đây nhé. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết này. Chiếc này là mã số 8 nhé các bác nhé. Mã số 8 em lên cho bác chiếc này với giá là 400k, 400.000 thôi nhé, mã số 8 nhé. 400.000 thôi. Đời 26 còn rất là đẹp luôn. Giá có 400.000 thôi. Tiếp theo em lên cho bác là một chiếc nồi đời 2020 nữa nhé các bác nhé. Đấy, đời 2020 luôn này. Dây thì vẫn rút vào bình thường. Đời 2020 các bác nhé. Đấy, mới được 2 tuổi thôi. Còn rất là đẹp các bác nhé. Ngoại hình không có cấn móp, không có chảy xước ở đâu cả luôn. Đấy, long lanh luôn. Rụt nồi đấy các bác này. Rụt nồi rất là đẹp luôn nhá. Rụt nồi rất đẹp. Bên ngoài không có chảy xước gì luôn. Đấy. Giòn thì mới tinh rồi các bác nhá. Giòn thì mới tinh rồi. Đấy, đời 2020 các bác nhá. Các nút phím các chế độ hoạt động bình thường hết luôn nhé. Sẽ chọn cho các bác chế độ 7-8 phút luôn, nấu cơm ngon luôn các bác nhé. Ok, các nút phím các chế độ hoạt động bình thường hết này. Mã số tiếp theo là mã số 9 nha các bác nhé. Hôm nay cho bác chiếc này là 600k nhé. Mã số 9 nhé, giá là 600k nhé. Đấy, đời 2020 giá có 600.000 thôi, dung tích là 0.54 các bác nhé, điện 100V, mã số 9 giá là 600.000 nhé. Đó, bắt đầu giờ em lên cho bác các nồi VIP này. Đầu tiên là một chiếc Joyji đời 2010 các bác nhé. Joyji cao tần áp suất đời 2010. Đấy, dung tích là 0.54, điện 100V, công suất là 700W nhé các bác nhé. Đấy, tổng quan ngoại hình đây. Nói chung chiếc này thì về trên mặt thì nó có bị một hai vết xước một chút xíu này. Đấy, bác nào không quan trọng hình thức thì em bán rẻ cho bác chiếc này nhé. Đấy, bác nào mà dùng mà không có quan trọng về hình thức cho lắm thì đấy, các bác dùng chiếc này nhé. Rồi vào bên trong này, do còn rất là đẹp luôn nhé. Đấy, do còn rất là đẹp luôn này. Đấy, cao tần áp suất bi. Đấy, do rất đẹp nhé các bác nhé. Đấy, giòn đẹp, ruột thì cũng còn rất khá là ok các bác nhé. Ruột cũng khá là ok luôn. Đấy. Đấy. Đấy, nó chỉ bị xước nhẹ cái lớp nano trên này các bác nhé, một hai vết nho nhỏ thôi. Đấy, em bán rẻ cho các bác một chiếc. Đấy, các chức năng các nút phím hoạt động bình thường hết các bác nhé. Bao các chức năng các bác. Mã tiếp theo là mã số 10 các bác nhé. Mã số 10 em lên cho bác chiếc này với giá là 750.000 nhé. 750.000 ạ, mã số 10 các bác nhé. Giá là 750.000 nhé. Đấy, rất nhiều bác hỏi 0.5, 0.63 đến nay em lên. Rồi tiếp tục em lên cho bác là một chiếc nồi Toshiba các bác nhé. Toshiba cao tần đời 2015 các bác nhé. Toshiba cao tần đời 2015. Đấy, còn rất là đẹp luôn các bác. Ngoại hình thì các bác yên tâm, ngoại hình bao đẹp cho các bác này. Một vài điểm nó xước rất là nhỏ thì thực sự các bác này em không có nhắc đến nữa. Đấy, ví dụ nó bị chảy chóc hay cấn móp thôi. Thì em sẽ báo các bác, còn lại nó hơi xước một chút thì các bác hết sức thông cảm giúp em nhé. Đây nè, ruột gân nhuyễn các bác nhá, rất là đẹp luôn này. Nó bị một hai vết chấm cám rất là nhỏ thôi.
Đấy, ruột gân nhuyễn các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Nồi hai đáy rất là đẹp luôn nhé. Giòn đẹp nha các bác nhé. Toshiba cao tần dung tích là 0.63 nhé các bác nhé. Điện 100V. Alo, phím quét chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Chiếc này có chế độ nấu cơm cháy các bác nhé. Đấy, có chế độ nấu cháy luôn đấy. Đây, chế độ cháy các bác bấm này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, chế độ nấu cháy các bác nhé, 50 phút nhé. Đấy, bác nào thích cơm cháy thì các bác dùng dòng này nhé. Mà cơm Toshiba thì các bác biết rồi đấy, dòng này cơm thì rất nở luôn. Mã tiếp theo lên cho bác là mã số 11 nhé, 900k nhé các bác nhé, 900.000, mã số 11 nhé, 900.000 ạ. Đấy 26 các bác nhé. À đấy 25, xin lỗi, đấy 25, đã 900.000 nhé. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Mitsubishi. Chiếc này đời 2014 này, dung tích 0.63, điện 100V. Đời 24, dung tích 0.63, điện 100V các bác nhé. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Ngoại hình rất đẹp nhé. Mặt trên này có một vài điểm sứt tơ 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 một chút xíu thôi. Đây. Cao tầm IH nhé các bác nhé. Ruột nồi hơi bị cám nhẹ một tí xíu này. Ruột nồi hơi chấm cám chút các bác nhé. Đấy, ruột nồi hơi chấm cám chút. Bên ngoài hơi xước nhẹ. Giòn còn khá là ok các bác nhé. Giòn khá là ok, xanh đẹp nhé. Đấy. Dung tích là 0.63, điện 100V. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Em bao các chức năng cho bác. Đấy. Nồi Mitsubishi các bác nhé. Đấy. Mitsubishi 0.63. Các nút phím các chức năng ok hết này. Chiếc này mã số 12 nhé các bác nhé. Mã số 12 bên các bác, chiếc này ra 600k. Giá 600.000 thôi. Mitsubishi các bác nhé. Giá 600.000 nhé, mã 12 ạ. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Toshiba đời 2009 này. Là một chiếc nồi Toshiba đời 2009 nhé, dung tích 0.63, điện 100V. Đấy. Ngoại hình rất là đẹp luôn, bên trong ruột nó là dòng gân này. Dòng gân nhưng mà không có chấm nha các bác nhá, không có cám, không có chóc nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Bên ngoài đây. Rất mới luôn. Do em này còn được khoảng tầm 80-85% các bác nhá. Đấy. Toshiba cao tần. Đời 2009 các bác nhá. Dung tích là 0.63 lít, điện 100V. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường các bác nhá. Chiếc này đấy. Các nút phím có chức năng hoạt động bình thường thôi nhé. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 13 đấy các bác nhé. Đấy, nồi Toshiba 0.63 các bác nhé. Mã số 13 này. Đời 2009, em lên cho bác chiếc này với giá là 900.000 nha các bác nhé. 900.000. Đấy, mã 13 các bác nhé, giá 900.000 nhé. Rất là đẹp luôn. Ruột thì bao đẹp cho các bác luôn rồi. Tiếp tục là một chiếc nồi Joyji 216 này các bác này. Đấy, một chiếc nồi Joyji cao tần áp suất đời 216 các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Nói chung là
mặt nó có một vài vết xước rất là nhỏ thôi các bác nhé. Đấy, em báo cho các bác như vậy. Thứ nhất là không thể tránh được những cái vết xước li ti rồi, bởi vì nó là cái hàng đã qua sử dụng hay nên vận chuyển về thì nó đè lên nhau, nó không thể tránh được những cái vết xước nha các bác nhé, xước sát không tránh được. À, chiếc này cao trần áp suất, gioăng thì mới đét luôn này. Đây các bác nhé, gioăng mới đét luôn nhá, gioăng xanh ngắt luôn ạ. Cao trần áp suất bi, đấy, gioăng siêu mới siêu đẹp rồi, ruột vậy các bác nhé, ruột nổi bao đẹp luôn. Đấy, đây là những vết xước móng tay thôi các bác nhé, chứ nó không có cấn cá gì nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây là vết bẩn này, cả đi nó hết luôn này. Đấy, ruột gioăng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đằng trước này nó hơi bị cấn cá nhẹ một tí thì nó dán nó có cái tem rồi. Đấy, dung tích là 0.54 lít các bác nhá, điện 100V, cao tần áp suất. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết này. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhá. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường. Cao tần áp suất các bác nhá. Đấy, nồi JGC cao tần áp suất đời 2016. Dung tích là 0.54, điện 100V. Mã số tiếp theo lên bác là mã số 14 nhé. Đây cho bác giá là 1,1 triệu. Giá là 1,1 triệu các bác nhé. Đấy, mã số 14 các bác nhé, giá là 1,1 triệu nhé. Ok các bác nhé. Các bác xem video thì cho em xin một like và đăng ký kênh nhé. Tiếp tục lên cho bác là một chiếc nồi Joji lửa lít nữa, Joji 0.54 cao tần áp suất nữa các bác nhé. Em này đời 2015, màu cà phê, viền mạ chrome, rất là đẹp luôn. Đấy, màu cà phê viền mạ chrome các bác nhé, rất là đẹp nhé. Dung tích là 0.54, điện 100V. Ngoại hình ok các bác nhé, ngoại hình thì không cấn móc, không có chảy xước bể vỡ gì nhé. Ngoại hình đẹp này. Đấy, ngoại hình đẹp nhé các bác nhé. Ngoại hình đẹp, mặt meca đồng hồ rất là đẹp, không có nứt vỡ này, không có cấn móp nhé các bác nhé. Chiếc này gioăng thì nói chung các bác là nó gioăng em này thì khoảng tầm trên 90% rồi. Đấy, gioăng mới tinh rồi. Đấy, gioăng mới tinh xanh ngắt luôn các bác nhé. Cao tần áp suất bi. Đấy, ruột bao đẹp cho các bác luôn nhé. Đấy, đây cái vết nước này, em vừa lau nước này, chứ còn nó không có bị chấm, không bị chảy chóc gì các bác nhá. Đấy, bên ngoài rất là đẹp luôn, gioăng mới tinh luôn luôn. Đây, cho các bác xem cái gioăng này, sau đây em báo giá cho bác nhé. Gioăng mới tinh luôn. Đây là vết tay em nó bẩn luôn, tay em nó bẩn, em lau lên còn nước này. Đấy, mới tinh luôn các bác nha. Cao tần áp suất bi. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhé. Mã số tiếp theo là mã số 15 các bác nhé. Mã số 15 ạ, em lên cho bác chiếc này với giá là 1,3 triệu nhé. Giá là 1 triệu 3 các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ, long lanh luôn các bác nhé. Giá có 1 triệu 3 thôi. Dung tích 0.54 lít, điện 100V các bác nhé. Mã số 15 các bác nhé, giá là 1 triệu 300 nghìn đồng nhé. Rồi, tiếp tục em lên cho bác là một chiếc nồi Mitsubishi nữa. Đấy, màu này rất là hiếm luôn các bác nhé. Đấy, Mitsubishi màu đỏ. Đấy, đít nó thì màu cà phê.
Em này đời 2014 thôi nhá. Đây 2014, dung tích là 0.63 lít, điện 100V. Công suất của nó là 710W. Nói chung về ngoại hình thì không có một vết cấn móp hay chảy xước gì các bác nhá. Đẹp luôn. Đấy. Mặt trên này, mặt meca cũng rất là đẹp luôn nhá. Meca rất là đẹp. Rồi nồi thì có 1-2 vết chấm cám. Đấy, thực sự các bác là có 1-2 vết chấm cám như vậy nhá các bác nhá. Bên ngoài hơi xước nhẹ một chút xíu này. Đấy. Rất là đẹp. Dòng xanh nhá các bác nhá. Dòng thì còn mới đét luôn đấy. Màu đỏ rất là đẹp luôn các bác nhá. Đẹp luôn nhá. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhá. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường. Dung tích là 0.63 lít, điện 100V. Cao tần IH các bác nhá. Tất cả các nồi nửa lít và 0.63 trên video ngày hôm nay em bán là toàn nồi cao tần hết các bác nhá. Mã số tiếp theo là mã số 16 các bác nhá. Lên các bác trên này với giá là 750.000 nhá. 750.000 thôi ạ. Mã 16 các bác nhá, giá là 750.000 nhá. Đời 2014. Đấy, dung tích 0.63 lít, điện 100V. Giá 750.000 thôi. Đấy, giá 750.000 các bác nhá. Rồi tiếp theo lên cho bác là một chiếc nồi Toshiba nữa. Em này đời 2016 này, ngoại hình còn siêu đẹp luôn. Đấy, đời 2016 các bác nhá, ngoại hình siêu đẹp rồi. Không có cấn móp bể vỡ hay chảy xước gì luôn. Từ cái mặt trên này cũng vậy này, cho đến mặt đồng hồ này, rất là đẹp luôn các bác nhá. 2016 các bác nhá. Ruột nồi gân nhuyễn. Ruột nồi gân nhuyễn nhưng bị một vết chấm cám đây các bác này. Đấy. Ruột gân nhuyễn bị một vết chấm cám duy nhất ở đây các bác nhá. Còn lại ok luôn. Em cứ bao bám trông dính cho bác. Các bác yên tâm. Đấy, cái này là do những vật sắc nhọn chúng ta dùng thì nó chọc vào thì nó bị như vậy thôi các bác nhá. Đấy, ruột gân nhuyễn các bác nhá. Đấy, nồi hai đáy này. Dòng nồi gân nhuyễn bị một vết chấm bên đây. Đấy. Mỗi vết đây thôi. Dòng xanh đẹp nhá các bác nhá. Đấy, dòng xanh đẹp. Dung tích là 0.63 lít, điện 100V. Ngoại hình ok luôn các bác nhá. Ngoại hình đẹp luôn. Con này có chế độ nấu cơm cháy các bác nhá. Đấy, có chế độ nấu cháy. Ok các bác nhá, các nút phím các chức năng là bình thường nhé. Mã số tiếp theo là mã số 17 các bác nhé. Mã số 17 ạ, lên cho bác chiếc này với giá là 950.000. 950.000 các bác nhé, mã số 17 nhé. 950.000. Rất là đẹp luôn. Cái này là cái vết ấy thôi, cạy được hết thôi các bác nhé. Đây này, cạy nó hết rồi. Về các bác vệ sinh kỹ này giúp em chút chứ không phải là bị xước nano đâu nhé. Này vết như kiểu vết nó cái bụi nó cấn vào thôi, dính vào thôi. Đấy, cạy một chút nó hết đây này, cạy nó hết luôn, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây mặt này không vết chảy xước là luôn. Giá có 950.000 nữa các bác nhé. Rồi mã số cuối cùng của video nồi 0.63 và 0.54 của ngày hôm nay thêm lên cho các bác là một chiếc nồi Mitsubishi đời 2018 các bác nhé. Công suất là 800W, điện 100V. Đấy. Dung tích là 0.63. Dung tích 0.63 lít, đời 2018. Chiếc này thì nó được trang bị màn hình LED Ecolavi. Đấy. À, về cái thiết kế bên ngoài nó là về nhựa, nó là nhựa sần các bác nhé. Mặt meca,
Chiếc này thì không có một vết xước nào luôn. Đấy, mặt BK viền mạ chrome các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Không có một vết xước, không có một vết chấm cám chảy chóc gì luôn các bác nhé. Đấy. Đời 2018 cao ngất ngưỡng luôn nhé. Màn hình LED có eco la vi tiết kiệm điện. Đấy, chiếc này ruột đây. Rồi nói các bác nhé. Rồi nói chỉ bị cấn thôi chứ không có, không có chóc, không có có chấm cám các bác nhé. Đấy. Bên ngoài hơi xước nhẹ một chút xíu này. Đời rất là cao luôn đấy. Bên ngoài cái ruột này nó thiết kế là ruột sần các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, nó như cái hạt, như cái giọt nước ấy nhé. Đấy, thiết kế bên ngoài là đấy, sần sần này. Gioăng xanh đẹp nhé các bác nhé, gioăng xanh ngắt luôn. Đấy. Gioăng xanh ngắt luôn các bác nhé, đời 2018 nhé các bác nhé. Màn hình LED. Đấy. 2018 màn hình LED. Đấy, các nút phím có chức năng em test hoàn hảo hết rồi các bác nhé. Bao các chức năng các nút phím cho bác. Mã số cuối cùng video ngày hôm nay là mã số 18 các bác nhé. Mã số 18 này. Em lên cho bác chiếc này với giá là 1,1 triệu nhé. Giá là 1,1 triệu. Đấy, đời 2018 nhé, mã số 18. Đấy, giá là 1,1 triệu các bác nhé. Đấy, thì ngày hôm nay em lên cho bác là 18 mã nồi cơm, dung tích 0.5 và 0.63 nhé. Thì các bác có nhu cầu liên hệ thì nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại của em là 0971 051 751 nhé. Cảm ơn các bác luôn theo dõi và ủng hộ nhà bác Phúc Cường nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.